Xin kính chào tới tất cả các con cùng quý bậc phụ huynh yêu mến. Tôi là Nguyễn Thị Thủy, giáo viên tiểu học ở tỉnh Quảng Bình. Việc truyền tải những kiến thức về giới cho tất cả các con ở lứa tuổi tiểu học là một việc làm rất cần thiết. Nội dung cô trò chúng tôi muốn truyền tải tất cả các con và quý bậc phụ huynh ngày hôm nay đó chính là giúp các con phân biệt được giới và giới tính, hiểu được định kiến giới được hình thành trong xã hội như thế nào. Vì sao chúng ta lại muốn xóa bỏ những định kiến đó? Mời tất cả các con cùng quý bậc phụ huynh tham gia và chia sẻ buổi trải nghiệm ngày hôm nay. Buổi học hôm trước, các con đã được học về khái niệm giới và giới tính. Bây giờ, chúng ta hãy cùng thi đua xem ai trả lời nhanh và đúng nhất thì sẽ cùng nhận quà nào. Bạn nào cho cô biết giới tính là gì? Cô mời con. Con thưa cô, giới tính là đặc điểm sinh học bên trong tự nhiên, bẩm sinh, không thể thay đổi hoàn toàn. Vậy giới là gì? Cô mời con á. Con thưa cô, giới là đặc điểm bên ngoài và có thể thay đổi theo thời gian, văn hóa và khác biệt theo không gian. À, các con xứng đáng được danh những tràng vỗ tay thật lớn đó. Đồi bên tay phải của cô sẽ đặt tên là học hết mình. Còn đồi phía bên tay trái, cô sẽ đặt tên là quẩy hết mình. Cả con để sẵn sàng để chơi chưa? Dạ rồi. À, luật chơi như sau. Khi cô đọc ra những vấn đề liên quan về giới, cả con hãy thảo luận nhóm và chọn những câu trả lời đúng nhất. Rồi, chạy về trạm. Một bên là trạm giới và một bên là trạm giới tính. Cả con đã sẵn sàng để chơi chưa? Dạ rồi. Rồi. Trên tay cô là những lá cờ chiến thắng dành cho những đội nào có nhiều câu trả lời đúng nhất, cô sẽ trao tặng lá cờ. Các con sẵn sàng để nhận nhiều lá cờ càng tốt nhé. Trò chơi bắt đầu, các con hãy cùng lắng nghe và lựa chọn trạm cho đúng nhé. Con trai thường chơi thể thao giỏi hơn con gái. 3, 2, 1. Rồi, chính xác. Có trả quà cho hai đội này. Câu thứ hai, phụ nữ thường phải ở nhà và phụ mẹ nấu ăn. Giới tính. 3, 2, 1. Chính xác. Rồi, có thưởng quà cho hai bạn ạ. Con trai có thể đi chơi đêm và về muộn hơn con gái. 1, 2, 3. Chính xác. Phụ nữ có thể sinh con và cho con bú. 3, 2, 1. Trả rất rất giỏi. Cô thưởng cho tất cả hai bạn ạ. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Nam giới có tinh trùng và làm phụ nữ mang thai. 3, 2, 1. Chính xác. Có thưởng quà cho hai bạn. Con trai luôn mạnh mẽ và có thể đánh nhau. 3, 2, 1. Giỏi, có thưởng quà cho hai bạn. Bạn đã chơi trạm đấy. Đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. Và câu hỏi này ai giành được chiến thắng sẽ quyết định tất cả. Câu nói nữ công gia chánh thuộc về giới hay là giới tính? 3, 2, 1. Rồi. Như vậy, hai đội đã có hai lựa chọn. Bây giờ cô sẽ đưa ra kết quả cuối cùng. Câu nói nữ công gia chánh thuộc giới. Cô muốn chia sẻ tới tất cả các con câu nói nữ công gia chánh là quan niệm của người xưa, người phụ nữ phải đảm đang,
phải vào bếp để nội trợ. Còn ở hiện nay, người chồng cũng có thể làm những việc đó giúp người phụ nữ. Cuộc sống rất là bình đẳng. Cả con có đồng ý với cô không? Dạ có. Như vậy, kết quả đã biết được đội nào chiến thắng chưa? Dạ rồi. Rồi, cô xin chúc mừng đội Học Hết Mình. Hãy bước lên bục vinh quang để chúng ta nhận quà nào. Cảm ơn lắm. Cả con à, trong xã hội hình thành rất là nhiều vấn đề về giới, như khuôn mẫu giới, định kiến giới, phân biệt trên cơ sở giới. Và chúng luôn luôn tồn tại trong xã hội của chúng ta. Vậy chúng ta phải làm gì để xóa bỏ những định kiến giới đó? Tất cả những định kiến giới đó, nó có thể hình thành trên những câu chuyện, những suy nghĩ, những hành động nhỏ, bởi vì nó đã được hình thành từ khi chúng ta đã sinh ra rồi. Bây giờ cô sẽ kể cho các con nghe một mẩu chuyện ngắn liên quan tới giới. Các con cùng lắng nghe cô kể chuyện nhé. Chuyện thần kỳ ở Vương quốc Dày kể về một nàng công chúa rất khác. Công chúa Hoa Thị Tiên là một cô gái đam mê những chiếc giày và muốn trở thành một nghệ nhân đánh giày tài ba nhất vương quốc. Nàng lại bị vua cha ngăn cản bởi những luật lệ tồn tại trong vương quốc. Nhưng những điều đó không ngăn cản được niềm đam mê và khát khao của mình. Nàng đã dùng tài năng và sự kiên định của mình để chứng minh cho vua cha thấy. Từ đi trên con đường của mình, đam mê những cái ước mơ lớn lao của mình, đó là điều hạnh phúc nhất, đem những điều tử tế đến cho mọi người. Từ lựa chọn đôi giày của mình và sống đúng với ước mơ của mình, đó là thông điệp mà Hoa Thị Tiên muốn gửi tới tất cả các bạn về giới. Mọi áp lực xã hội không phải là lý do để ngăn cản tất cả mọi người thực hiện theo ý muốn của mình. Qua câu chuyện, các con đã nhận thấy những vấn đề gì về giới được diễn ra ở trong câu chuyện? Cô mời con á? Con là cô, trong câu chuyện đã diễn ra là định kiến giới ạ. Vậy chi tiết nào cho con nhận thấy định kiến giới đã hiện diện ở trong câu chuyện? Cô mời con. Con thưa cô, đối với vua cha, việc đánh giày là của đàn ông con trai. Con đối với công chúa trong gia đình cao quý, không được làm nghề đánh giày. Cô cảm ơn ý kiến của con. Thế nếu các con là công chúa thì các con sẽ làm gì? Cô mời con. Các con sẽ đóng ra những chiếc giày đẹp nhất, đi trên đường mà con mong ước. À, cô muốn nghe một ý kiến nữa. Con thưa cô, định kiến giới đã ngăn cản chúng con bước tới đam mê của mình. Các con xứng đáng giành được những tràng vỗ tay nào. Đúng vậy, định kiến giới được tồn tại trong xã hội của chúng ta. Vậy trong xã hội có những định kiến giới nào mà các con thường gặp và diễn ra trong cuộc sống nào? Dạ thưa cô, con gái không được chơi đá bóng. Con á? Con thưa cô, phụ nữ là phụ thuộc, yếu đuối, thụ động, nam giới là độc lập, mạnh mẽ, có năng lực và là người ra quyết định. Cô là chồng có quyền giày vừa và phải nghe theo lời chồng. Vậy các con có muốn xóa bỏ những định kiến giới ở trong xã hội không? Dạ có. Vậy các con phải làm gì để xóa bỏ những định kiến giới nữa? Cô mời Tiến Đức nào. Con thưa cô, con sẽ chia sẻ việc lo nhà cùng với chị con. À, rất giỏi. Tiến Đạt nữa. Con thưa cô, con sẽ lo nhà giúp mẹ con. À, rất là giỏi. Các con đã nhận ra được định kiến giới ở trong gia đình và xã hội. Việc xóa bỏ định kiến giới không chỉ dừng lại ở việc thay đổi nhận thức, mà chúng ta phải hành động để thay đổi, giúp con người sống đúng với bản chất, sống với đam mê, ước mơ của chính mình. Giống như cả con là con trai, cả con có thể là giúp ba mẹ làm việc nhà, nấu ăn, phụ trợ. Con là con gái, có thể chơi những trò chơi của con trai, làm những việc mà con trai có thể làm. Tôi hy vọng rằng qua hoạt động này, quý bậc phụ huynh và tất cả các con có thể nhận ra được những vấn đề về giới trong xã hội và từ đó bắt tay và hành động cho những ngày mai. Kính chúc quý bậc phụ huynh sức khỏe và có những ngày hoạt động thú vị cùng tất cả các con. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con và quý bậc phụ huynh vào hoạt động trải nghiệm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.